Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của RTG. Trước khi đột phá đến cấp độ đấu tông, Midotoa đã là một tồn tại vô địch ở trong đế quốc Giả Mã. Ban đầu cô phong ấn tu vi của Hải Ba Đông khiến ông bị suy tàn trong hàng chục năm, sau đó một mình đối đầu với hoàng thất, đánh ra hình thiên đến mức ông phải điên cuồng chạy trốn. Có thể nói trong số các đấu hoàng, Midotoa gần như là bất khả chiến bại trong các trận đấu tay đôi. Cuối cùng chỉ khi một đám đấu hoàng cùng nhau vây quét tộc Sa Nhân, họ mới có thể giữ đường tộc Sa Nhân ở trong sa mạc Tháp Qua Nhĩ. Dù vậy, cái tên Midotoa vẫn làm người dân của đế quốc Giả Mã khiếp sợ. Sức mạnh của cô đã làm chấn động các đế quốc xung quanh, điều mà trong hàng trăm năm chỉ có Midotoa làm được. Nhưng cũng không có gì lạ, vì tộc Sa Nhân chính là một nhánh của Cửu U Địa Minh Mãng tộc, một tộc từng sống ở Trung Châu. Sau này, vì một Midotoa nào đó gây thù chuốc oán với một tồn tại mạnh mẽ, họ mới bị đẩy đến sa mạc của đế quốc Giả Mã. Dù hiện tại tộc Sa Nhân có Midotoa chống đỡ, thế nhưng cô biết rằng chỉ dựa vào chính mình là không đủ. Một khi gặp phải một thế lực lớn tấn công, chỉ dựa vào một mình Midotoa thì khó lòng chống đỡ. Vì vậy cô đã quyết định dùng dị hỏa để đột phá đến cấp độ đấu tông, thử nghiệm phá rồi lập, quyết chiến đến cùng. Và đó chính là lúc cô gặp Tiêu Viêm. Ban đầu khi gặp Tiêu Viêm, hắn chỉ là một đấu sư nhỏ bé, một cậu trai 17 tuổi. Trong mắt của Midotoa chỉ là một con kiến, thậm chí cô còn lười tự tay giết chết, chỉ ra lệnh cho Nguyệt Mị tiêu diệt hắn. Sau khi thất bại ở trong việc đột phá và hóa thành thất thải thôn thiên mãng, không ngờ rằng con mãng xà này lại cuốn lấy Tiêu Viêm. Từ đó số phận của hai người bắt đầu gắn kết với nhau. Do linh hồn không ổn định, cảnh giới của Midotoa luôn dừng lại ở cấp độ đấu tông. Cô định đe dọa Tiêu Viêm luyện đan, thế nhưng kết quả luôn luôn không thành. Cho đến khi vào thiên phần luyện khí tháp, sau khi bị vất lạc tâm viêm đùng đốt, Midotoa mới ổn định lại ở cảnh giới đấu tông. Lúc này thì Tiêu Viêm cũng vừa mới hơn 20 tuổi, Midotoa đã mất hơn 2 năm để ổn định lại cảnh giới. Sau đó dù Midotoa từng tuyên bố sẽ giết Tiêu Viêm để báo thù vì bị hắn xúc phạm dưới tháp, thế nhưng qua nhiều sự kiện lớn nhỏ, Midotoa dần dần yêu Tiêu Viêm. Khi mà không thể trả thù, cô có thể dễ dàng đá chết hắn, nhưng khi hắn đau khổ, Midotoa lại tỏ ra dịu dàng an ủi hắn. Không biết từ lúc nào thế giới của cô đã bị Tiêu Viêm chiếm trọn. Có người từng nói rằng một khi Midotoa yêu ai, đó sẽ là tình yêu đến chết không rời. Từ khoảng khắc này, Midotoa quyết định nhanh chóng nâng cao thực lực, sớm trở thành cánh tay đắc lực của Tiêu Viêm. Một năm rưỡi sau, Tiêu Viêm tiến lên cấp độ đấu hoàng, còn Midotoa cũng đạt đến đỉnh cấp đấu tông. Để giúp Tiêu Viêm, Midotoa đã chủ động ra trận đấu tay đôi với thiết hộ pháp của hồn điện. Thế nhưng không ngờ rằng điều này khiến Tiêu Viêm trúng kế và phải đến Trung Châu giải độc. Trước khi đi, Tiêu Viêm đặc biệt nhờ Midotoa giữ vị trí ở Viêm Minh, vì nếu không có Midotoa, đế quốc Giả Mã chắc chắn sẽ bị các đế quốc khác nuốt chửng. Midotoa cũng nói rõ ràng, chỉ cần cô còn sống, Viêm Minh chắc chắn sẽ tồn tại. Cuộc chia tay kéo dài 5 năm, khi mà Tiêu Viêm trở về, Midotoa đã trở thành một cường giả lục tinh đấu tôn. Nhưng mà nhìn Tiêu Viêm trở về với cảnh giới bát tinh đấu tôn, Midotoa càng khao khát tu luyện hơn. Khi mà Tiêu Viêm bế quan, Midotoa cũng đột phá đến cảnh giới bán thánh. Để giúp Midotoa thuận lợi đột phá đồ thánh, Tiêu Viêm dẫn cô đến cấm địa của cổ tộc Cửu Địa Minh Mãng, giúp cô nhận được truyền thừa của Cửu Thải Thôn Thiên Mãng và tiến lên tứ tinh đấu thánh. Lúc này đã 17 năm kể từ ngày cô và Tiêu Viêm gặp nhau, chiến cùng cũng bước vào giai đoạn cuối cùng. Khi mà Tiêu Viêm 36 tuổi, hắn thành công phá vỡ phong ấn của hồn thiên đế, mở ra không gian vị diện cho phép Midotoa và những người khác có cơ hội đột phá đấu đế. 10 năm sau, Midotoa gia nhập hàng ngũ ngũ đế phá không, tức là Midotoa từ bước nửa đấu tông đến đấu đế chỉ mất 29 năm. Tốc độ tu luyện kinh khủng như vậy trong bát đại cổ tộc cũng là hiếm thấy, thật sự xứng đáng với danh hiệu nữ vương Midotoa. Vậy các bạn nghĩ sao về điều này? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng, theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.